Theo Bulgarian Military, những hình ảnh vệ tinh gần đây về căn cứ không quân Olenza của Nga ở vùng Murmansk, một vùng nằm trong vòng Bắc Cực, đã được đăng tải rộng rãi trên nhiều phương tiện truyền thông. Tính đến ngày 20 tháng 5, các hình ảnh cho thấy sự hiện diện của 12 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, 13 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, một máy bay Tu-160 và hai máy bay vận tải quân sự AN-12. Sự xuất hiện của những chiếc máy bay này đang gây được sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên gia quân sự căn cứ không quân Olenja là một địa điểm then chốt của không quân Nga, đặc biệt là trong các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine. Dựa trên những đánh giá từ Bộ Quốc phòng Anh và Tổng cục Tình báo Nga, ước tính có khoảng 40 máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-22M3 đang hoạt động trong các đơn vị hàng không chiến lược của Nga. Điều này có nghĩa là hiện tại, căn cứ không quân Olenja đang là nơi chứa khoảng 1 phần 3 số máy bay ném bom sẵn sàng chiến đấu của quốc gia này. Tính đến cuối tháng 4 năm nay, Sân bay Mostyok thuộc Bắc Osetia, một trong những căn cứ quan trọng của không quân nga, nơi các cánh của những chiếc máy bay ném bom chiến lược để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Hiện chỉ còn 6 chiếc Tu-22M3. Điều này thực sự làm nổi bật tầm quan trọng của Orenja với tư cách là một căn cứ không quân tầm xa của nga. Viện nga bố trí một phần ba phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-22M3 sẵn sàng chiến đấu ở một địa điểm xa như vậy được cho là động thái chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Một số chuyên gia phân tích cũng nhấn mạnh thêm rằng, đây cũng là hành động cần thiết nhằm bảo vệ những chiếc máy bay có giá trị nhất của Nga trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa đến từ lực lượng phòng vệ Ukraine. Ngoài ra, các chuyên gia quân sự cũng lưu ý thêm về sự xuất hiện của những chiếc máy bay vận tải quân sự AN-12. Chiếc máy bay vận tải khổng lồ này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển những quả tên lửa hành trình đến sân bay Olenja. Những quả tên lửa này sẽ được trang bị cho các máy bay ném bom chiến lược khi chúng nhận được nhiệm vụ mới. Mặc dù nằm ở vị trí xa xôi, nhưng căn cứ không quân Olenja ở Murmansk không nằm ngoài tầm tấn công từ lãnh thổ Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine có khả năng tấn công các mục tiêu lên tới 3.300 km. Đầu tháng tư vừa qua, một loại vũ khí mới đã được bổ sung vào kho vũ khí của quân đội Ukraine. Nguồn tin từ trang bản đồ chiến đấu Ukraine UBM, báo cáo về Sokol 300, một máy bay không người lái tầm xa mới được phát triển và chế tạo ở Ukraine. Máy bay không người lái này được UBM lưu ý rằng nó có thiết kế tương tự Bayraktar và được xem là một sự bổ sung đáng kể cho khả năng phòng thủ của họ. Sokol 300 có chiều dài 8,5m và sải cánh dài tới 14m. Chiếc UAV này có khả năng mang tải trọng nặng tới 300kg. Theo một đồ họa thông tin được UBM chia sẻ trên Twitter chiếc máy bay không người lái này có thể bay lên độ cao hơn 9 km và có tầm bắn lên tới là 3.300 km. Tuy nhiên, UBM khẳng định rằng độ cao bay tối đa của Sokol 300 trên thực tế có thể lên tới 12 km. Tầm hoạt động 3.300 km của Sokol 300 thực sự rất đáng chú ý. Nếu Sokol 300 xuất phát từ biên giới Ukraine, phạm vi hoạt động của nó có thể bao phủ ít nhất 80 căn cứ không quân nằm sâu trong vòng bắc cực của Nga ở Murmansk các kỹ sư từ cục thiết kế Lun đã chế tạo máy bay không người lái tấn công Sukhoi 300 với nhiều tính năng đặc biệt. Nó có khả năng sử dụng được nhiều loại động cơ khác nhau, bao gồm MS 500 05 CCE và AI 450T2 của Ukraine, cũng như Rotat 914 của Áo. Trọng lượng cất cánh của máy bay không người lái thay đổi tùy thuộc vào động cơ được lắp đặt. Sokol 300 được trang bị hệ thống điều khiển có khối quán tính và con quay hồi chuyển bằng laser, được phát triển bởi công ty công cụ Arsenal Máy bay không người lái công nghệ cao này được trang bị tên lửa RK10, P2M và RK2P, có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 10 km. Ngoài ra, Sokol 300 có thể được trang bị radar khẩu độ tổng hợp và trạm radar nhỏ gọn. Khi quét mặt đất từ độ cao 5 km, radar có độ chính xác 30x30 cm. Đôi mắt của máy bay không người lái Sokol 300 được tạo thành bởi trạm quang điện tử từ Barrier B ATGM đang chú ý loại động cơ được lắp đặt không chỉ ảnh hưởng đến trọng lượng cất cánh mà còn cả tầm bay. Với động cơ Ai 450T2 của Ukraine, máy bay không người lái Sukhoi 300 có thể bay được tới 1.300 km, trong khi động cơ Rotat 914 có thể mở rộng phạm vi hoạt động lên tới 3.300 km. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với The New York Times tiết lộ Nga đã tích lũy 10.000 tên lửa S-300, đây là lợi thế của họ. Việc sử dụng bom hàng ngày trong chiến đấu cũng là lợi thế rất lớn của họ. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng lưu ý, trên thế giới có nhiều loại vũ khí phù hợp để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, tuy nhiên Ukraine lại không có đủ hệ thống này. Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp, ông Zelensky cho biết Ukraine cần thêm hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu từ các nước phương Tây để đạt được sự ngang bằng với Nga. Ông nhấn mạnh để Nga không chiếm ưu thế trên không, Kiev cần được cung cấp từ 120 đến 130 máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16. S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa với radar đa đa tiên tiến cho phép theo dõi và tấn công các mục tiêu với độ chính xác, hiệu quả cao hệ thống có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 đến 36 mục tiêu trong số đó. Tên lửa S-300 có chiều dài 7,5 m đường kính khoảng 0,51 m nặng khoảng 1.500 kg, sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa được trang bị đầu đạn có sức nổ phân mảnh cao, được thiết kế để phát nổ khi đến gần mục tiêu. Tùy thuộc vào biến thể cũng như là sửa đổi cụ thể, tên lửa có phạm vi hoạt động khác nhau. Thông thường, một tên lửa tiêu chuẩn có tầm bắn khoảng 15 km, tốc độ bay đạt Mach 4, cho phép đánh chặn các mối đe dọa di chuyển nhanh trên không. Những cơn thịnh nộ có mục đích của Tổng thống đã được đề cập trong một báo cáo vào ngày 20 tháng 5 về tình hình ở vùng Kharkov, nơi các lực lượng Nga đã giành được những căn cứ đáng kể trong tháng qua. Theo tờ Newsweek của Anh, quân đội Ukraine được triển khai ở đó tỏ ra tức giận trước diễn biến này và có những giả thuyết trái ngược nhau về nguyên nhân. Một số người đổ lỗi cho Mỹ và các đồng minh vì viện trợ không đầy đủ và không kịp thời, không giống như chính Zelensky, trong khi những người khác nghi ngờ rằng sự kém cỏi thậm chí là phản bội đóng một vai trò quan trọng hơn. Ngoài ra, còn có thuyết âm mưu về việc các chính trị gia ở Kiev và Washington âm mưu bán lãnh thổ dưới sông trước một thỏa thuận hòa bình sâu xí. Denis Yaroslavsky, một chỉ huy địa phương, người đã gây chú ý trên toàn quốc khi phàn nàn rằng các công sự được cho là ngăn cản bước tiến của Nga không thực sự tồn tại, nói với The Economist rằng Tổng thống Zelensky đang được nghe những lời nói dối an ủi từ chính trợ lý của mình. Nguồn tin giấu tên của The Economist cho biết Tổng thống đã xung đột với các tướng lĩnh Ukraine sau khi bị cáo buộc cảm thấy rằng ông không hiểu được toàn bộ sự thật về tình hình tiền tuyến. Mối quan hệ căng thẳng của ông Zelensky với giới lãnh đạo quân sự được cho là bắt nguồn từ việc ông đặt các mục tiêu chính trị của mình lên trên các mục tiêu quân sự, trước đây đã được truyền thông Ukraine và quốc tế đưa tin. Vào tháng 12, tờ báo Ukrainska Pravda cho rằng Tổng thống đang tích cực phá hoại Valery Zaluzny, người lúc đó là tướng cao cấp nhất của Ukraine, để ủng hộ Alexander Zizky. Một nguồn tin nói với hãng tin này có vẻ như ông Zelensky có hai loại quân, quân tốt do Zelensky và những người yêu thích khác chỉ huy và quân xấu dưới sự chỉ huy của Zaludny. Điều này làm mất tinh thần của Zaludny và ngăn cản ông chỉ huy toàn bộ quân đội. Vào tháng 2, nhà lãnh đạo Ukraine đã sa thải tướng Zaludny và bổ nhiệm ông Zelensky làm người thay thế một hồ sơ của Zelensky do tạp chí Tham xuất bản vào tháng 11 năm ngoái cho biết nỗ lực không khoan nhượng của tổng thống nhằm giành chiến thắng trên chiến trường trước Nga là gần giống với đấng cứu thế và khiến ông bất hòa với một số sĩ quan. Một quan chức quân sự mô tả lại một thời điểm văn phòng tổng thống đã ra lệnh trực tiếp cho một đơn vị trên bộ chiếm lại một thành phố nào đó và nhận được câu trả lời với cái gì? nguồn tin giải thích rằng đơn vị này không có vũ khí cũng như binh lính. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo lệnh của Tổng tư lệnh, một cuộc tập trận quân sự bao gồm thực hành chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được bắt đầu tại quân khu phía Nam dưới sự giám sát của Bộ Tổng tham mưu. Theo hãng tin Tass, lực lượng tên lửa đã thực hành chuẩn bị sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander trong khuôn khổ cuộc tập trận. Trong khi đó, lực lượng không quân sẽ trang bị vũ khí hàng không, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhan, với trọng tải đặc biệt và tiến tới khu vực tuần tra của họ. Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng cuộc tập trận diễn ra nhằm đáp lại những tuyên bố khiêu khích của các quan chức phương Tây và còn có mục đích duy trì sự sẵn sàng ứng phó và đảm bảo chủ quyền quốc gia của Nga. Theo Reuters, các nhà phân tích hạt nhân cho rằng, cuộc tập trận được Tổng thống Nga Vladimir Putin thiết kế như một tín hiệu cảnh báo phương Tây, ngăn chặn họ can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine. Những tuyên bố khiêu khích mà Bộ Quốc phòng Nga đề cập có thể bao gồm phát ngôn trước đó của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi quân phương Tây đến Ukraine. Cho đến nay, các nước phương Tây đã cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev nhưng hạn chế gửi quân. Cũng theo Reuters, quân khu phía nam của Nga là khu vực nằm tiếp giáp với Ukraine và cũng bao gồm các khu vực của Ukraine mà Nga hiện kiểm soát. Belarus, nơi Nga năm ngoái cho biết họ đang triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, cũng tham gia cuộc tập trận. Vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc phi chiến lược kém mạnh hơn vũ khí chiến lược được thiết kế để quét sạch toàn bộ thành phố của đối phương, nhưng chúng vẫn có tiềm năng hủy diệt rất lớn một số nhà phân tích phương tây tin rằng vũ khí hạt nhân phi chiến lược đã có tầm quan trọng lớn hơn trong suy nghĩ của moscow kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở ukraine nơi các lực lượng thông thường của nước này gặp khó khăn trong hai năm đầu về lý thuyết việc sử dụng loại vũ khí như vậy có thể gây sốc cho phương tây mà không nhất thiết gây ra một cuộc đối đầu hạt nhân toàn diện mặc dù nguy cơ gây ra một chu kỳ leo thang sẽ rất lớn Hôm 21 tháng 5, điện Kremlin phản ứng gay gắt sau khi ông Zelensky muốn phương Tây can dự trực tiếp vào chiến sự Ukraine, trong bối cảnh lực lượng nước này gặp khó khăn ở tiền tuyến. Nói với hãng tin Reuters hồi đầu tuần, tổng thống Zelensky cho hay, ông đang kêu gọi các đồng minh phương Tây can dự trực tiếp vào chiến trường Ukraine bằng cách đánh chặn các tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine, đồng thời cho phép Kyiv sử dụng vũ khí phương Tây để chống lại các thiết bị quân sự của đối phương tại khu vực biên giới. Trước thông tin trên, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, tin rằng ông Zelensky và một số quan chức Ukraine đôi khi rơi vào trạng thái cuồng loạn trong những ngày gần đây. Ông Peskov nói với báo giới hôm 21 tháng 5 lý do xuất phát từ tình hình cực kỳ bất lợi của các lực lượng Kiev trên mặt trận. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, thậm chí ngay cả khi nguồn viện trợ quân sự của phương Tây tăng lên, cũng không thay đổi cục diện chính trên chiến trường nơi lực lượng Moscow đang chiếm thế thượng phòng. Ngoài ra, ông Peskov cũng lên tiếng chỉ trích Ukraine pháo kích vào các khu vực dân sự ở Nga. Trước đó, hôm 17 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow tiến vào các vùng đông bắc Ukraine sẽ giúp Nga hình thành vùng đệm nhằm bảo vệ khu vực biên giới nước này trước các cuộc tấn công mới. Ông Putin cũng tuyên bố hành động trên của Nga là sự đáp trả cho những lần quân đội Ukraine pháo kích vào vùng biên giới nước ta, điển hình như khu vực Benkorod của Nga, nơi giáp tỉnh Kharkov. Chuyên trang quân sự Military trích nguồn tin từ lữ đoàn cơ giới 47 của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, đầu tháng 5, Bộ Chỉ huy Nga đã tiến hành chọc thủng hàng phòng ngự của quân đội Ukraine gần làng Sovoyov ở vùng Donetsk. Sovoyov nằm ở hướng Adipka, phía nam Ocheretin. Khu định cư này thất thủ và rơi vào tay Nga cuối tháng 4. Tuy nhiên, quân Nga không thể tiến xa hơn ngôi làng và phải đối mặt với các cuộc tấn công mạnh mẽ của quân đội Ukraine. Khu vực này đang được lữ đoàn cơ giới 47 phòng thủ lực lượng này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trong gần như suốt tháng 5. Người Nga đã thành lập các nhóm thiết giáp để tấn công, thường bao gồm một số xe tăng và một số xe bọc thép chở quân MTLB cùng với các đội tấn công. Trong khi đó, quân đội Ukraine ra sức ngăn chặn bước tiến của quân Nga bằng pháo binh, máy bay không người lái và đôi khi là xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Trong suốt 20 ngày của tháng 5, quân đội Ukraine đã công bố video cho thấy hơn 20 đơn vị thiết bị của Nga bị phá hủy. Xe tăng T-72B3 T-80BV, T-90M Provi, xe chiến đấu bộ binh BMP-1, BMP-2, xe bọc thép BTR-82A, MTLB đều bị tiêu diệt trong khu vực này. Những cuộc tấn công của Nga trong khu vực cũng đi kèm với tổn thất đáng kể về quân nhân. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 hôm 20 tháng 5 cho biết, quân Nga gần đây đã tiến hành một cuộc tấn công hai giai đoạn khác gần làng Sloviov. Họ bắt đầu cuộc tấn công bằng xe tăng, yểm trợ cho cuộc đổ bộ của bộ binh. Theo đó, quân phòng thủ Ukraine đầu tiên phá hủy trang thiết bị của quân Nga, sau đó vô hiệu hóa các nhóm tấn công của đối phương. Quân đội Ukraine bình luận về cuộc tấn công thất bại vừa qua của Nga ở Solovievo. Nhận thấy rằng họ sẽ khó bị phát hiện, người Nga đã lên kế hoạch tiến hành trinh sát, đồng thời phát động một cuộc tấn công quy mô nhỏ để đánh lạc hướng khỏi cuộc tấn công chính của họ. Nhưng nhờ sự nỗ lực của những người điều khiển máy bay không người lái FPV và các đội chống tăng, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân Nga và gây thiệt hại đáng kể cho họ.